đây, ăn chị giữ bà. Đem về, múc đem về cho chị tiền. Múc đem về luôn. Không nhiều ăn, thả lòng đồ ăn. Cá trê hả? Cá trê đi chị. Ngứa không, ngứa không? Chị có cuộc là không, cá trê mà ngứa chị. Hai phần cá trê. Lai chim hay gì? Không có lai. Chứ làm gì? Nó còn cái khác. Con mà ghiền vậy đó hả? Thằng này bá hay không? Cá trê nha. Là chị được lên sóng rồi đó. Quay cho bà bán đắt rồi không chịu nữa. Đắt ngon. Bà hỏi đắng không? Đắt ngon. Rất ngon. Rất chị ngon. Ơi, cho em đi. Có nước mắm đúng không? Nước mắm chấm. Đã ăn mắm mà còn thêm nước mắm nữa. Quảng cáo bà chủ nghe ai hốt bà chủ cái ông Tâm ông muốn giết nữa. Rốt cuộc là gì? Hai món đó rồi với đồ xào với gì nữa. Có gì không? Có ba người ngủ á trời mốt. Ba người kêu gì dữ vậy? Ba người kêu gì mắm với cá ấy rồi, dữ như xào à hả? Nó chỉ nó hai dĩa cá chê đặng. Hai dĩa cá chê hả? Dạ má ơi, nãy giờ nghe có